Hello, xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Hoa Kiển Tuần Mỹ tiếp tục lại lên cho anh em mình số đơn hàng nha. Cây đầu tiên Tuần xin phép giao lưu cả nhà mình là một cây trang vàng nha cả nhà. Cây trang vàng đang cho hoa màu vàng như thế này. Cây trang vàng. Hàng này là hàng riêng nha cả nhà ha. Đã thuần chậu và xếp đế rất là đẹp rồi nha. Hàng một cốt riêng rất là đẹp. Nằm trong một cái chậu kích thước tầm khoảng là 20 cm. Kích thước của chậu này 20 cm nha cả nhà ha. Tuần xoay tròn một vòng cho anh em mình xem cây nha. Đó, bộ đế của nó. Bộ đế rất là đẹp nha cả nhà. Bộ đế đã được trải và xếp rất là đẹp này. Đó, nhìn góc bên đây thì chúng ta sẽ thấy được nó là một cốt ba thân nha cả nhà. Còn nhìn cái góc bên kia thì chúng ta không thấy được cái cốt của nó tại vì cái tàn phía trước này nó che. Thì tùy anh em mình chọn cái mặt tiền như thế nào. Đó. Anh em mình chọn mặt tiền này anh em mình thấy một cốt ba thân. Chiều cao của cây là tầm 25 cm. Tán ngang của cây là 20 cm. Chưa tới 20 cm nha cả nhà. Nhưng chúng ta về nuôi thêm. Cây đang rất là khỏe và đẹp và đang nằm trong chậu như thế này. Đó. Tôi quay trên cao cho anh em xem nhé. Cây này là trang vàng nha cả nhà. Đó. Đó, toàn bộ đọt non của nó đang rất là đẹp rồi nè. Phúng đọt non lên hết như thế này. Và chuẩn bị sẽ cho hoa hàng loạt nha cả nhà ha. Đó là cây trang vàng. Cây đầu tiên Tuần xin phép giao lưu cả nhà mình là 750.000. 750.000 là toàn bao ship, ship code toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Một cây trang vàng như thế này. 750.000 bao ship, ship code toàn quốc cho anh em mình luôn. Rồi Tuần xin phép xuống cây trang, Tuần lên cây khác cho anh em mình nha. Rồi cây thứ hai Tuần xin phép giao lưu cả nhà mình là một cây hải châu mini bonsai thôi cả nhà. Tuần ép vào một cái chậu tàu như thế này. Đó, một cây hải châu mini bonsai được ép vào chậu tàu như thế này nha cả nhà. Cả nhà mình nhìn từ xa nó nha. Đó, cả nhà mình có thể bẻ cái thằng này lên một xíu để cho chúng ta nhìn thấy nó thoáng cây. Đó. Để Tuần cố tình bẻ xuống cho nó ngầm nghiêng thôi. Đó, anh em mình nhìn nè. Tuần xoay tròn một vòng cho anh em mình xem cái hải châu nha. Cây đang cuốn tược và đi tược rất là đẹp này. Đó, đang đi tược lại hết nha anh em ha, rất là đẹp. Tuần đi kẽm nước một này. Nó đã dày tàn hết rồi. Đó. Anh em mình nè, cái ngọn này, cái Tuần cố tình làm cái ngọn anh em mình nuôi cái ngọn này nữa. Nó chỉ xuống đây nữa là nó khiến tàn là người ta chơi thôi. Về để chơi hoa trái thôi. Đó là cái mặt phía này. Đó, cây rất là đẹp và duyên nha cả nhà. Tuần quay trên cao cho cả nhà mình xem nha. Đó. Trên cao nó như thế này nha cả nhà. Đọt và tược đi rất là mạnh này. Hải châu lá nhỏ nha, của rừng Bình Định nha cả nhà. Đó, đang đi tược lại hết là đẹp, rất là đẹp này. Đọt non lên phúng lên rất là đẹp cả nhà. Đó, cây như thế này. Nằm trong một cái chậu tèo á, Tuần ép vào cái chậu tèo mini bonsai. Rất là đẹp. Cái này Tuần xin phép giao lưu cả nhà mình là 750.000 bao ship, ship code toàn quốc cho anh em mình luôn. Đó, cốt cũng rất là to nha. Cái cốt cái này hành ít nhất gì cũng phải 20 cm nha cả nhà. Anh em nào mà thích thì cứ inbox Tuần đo hành cho anh em mình xem nha. Nó tầm rất là to, anh em mình nhìn rất là to nha, kích thước rất là to. Bộ đế, bộ rễ của nó thì nó trải ra thành ba rễ như thế này. Nhìn này ha, rất là đẹp. Quay từ xa cho anh em mình xem cây hải châu này nha. Đó, từ xa thì nó như vậy. Về anh em mình chơi rất là tương lai nha. Anh em nào thích dòng hải châu rễ này thì inbox Tuần. Hải châu mà thường chậu dáng chanh như thế này thì inbox Tuần. Đó. Hàng lùng lục cốt như thế này inbox Tuần nha. Hoặc là hàng tầng bay, hải châu tầng bay như thế này cũng inbox Tuần nha. Hải châu tầng bay, hải châu thác đổ. Đó, tùy anh em mình thích cái dòng hải châu nào thì cứ inbox Tuần. Còn thích mini thì có mini thôi nha. Hàng giá rẻ cũng có hàng giá rẻ. Hàng giá rẻ như cây này Tuần xin phép giao lưu hàng giá rẻ này. Đã đủ tay đủ chi hết rồi. Tùy anh em mình chọn nha. Rồi tiền Tuần xuống cái hải châu, Tuần lên cây linh sam. Cái linh sam này là linh sam sấp đế nha anh em ha. Linh sam sấp đế này, cây này Tuần đang bữa Tuần đang riêng một cây mà không ai mua. Chưa thấy ai mua. Cái này Tuần xin phép giao lưu là 550.000. Và ship ship có Tuần quốc cho anh em mình luôn. Là một cây linh sam hàng sấp đế. Đó, hàng sấp đế như thế này. Ở dân trực đi tay coi bài như cả nhà ha. Thuần chậu như thế này và đang cho hoa. Chi tàn là dày hết rồi, đầy đủ cho anh em mình luôn. Đó, rất là đẹp, nhìn rất là duyên nè. Cái này 550.000 bao xíu xíu có Tuần quốc cho anh em mình luôn. Đó, hàng này là hàng linh sam sông Hinh, ghép linh sam lá nhỏ nha cả nhà ha. Ghép cái linh sam. Rất là đẹp nha, đang cuốn nụ và cho hoa hết cả nhà ha. Đang cho hoa hết cái đầu này. Đang cho hoa hết này.
đang lên hoa dày hết nha cả nhà ha. Nhìn phía trên này ra chóp ra dáng còn đầy đủ, bộ đế rất lùng lực nha. Xin phép giao lưu cả nhà mình là 550.000 bao ship xuyên cuối toàn quốc cho anh em mình nha. Cả nhà nào chốt dòng nào thì bắt toàn nha. Rồi toàn xin phép xuống cái linh sam toàn lên cho anh em mình cái dúi nha, cái dúi. Rồi anh em thông cảm là toàn cầm một tay hả, đây cái dúi. Này là dúi mini bonsai, cái này thì đã đầy đủ tay chi thuần chậu. Đó, bộ rễ bộ đế rất là đẹp. Còn quay từ xa cho anh em mình xem cái bộ cái tàn cây, rõ cái cây nha, đó là cái dúi nha cả nhà. Đó, đây là cái bộ rễ của nó này. Cái dúi này toàn chi phép giao lưu cả nhà mình là 1,5 triệu nha, bao ship ship có toàn quốc cho anh em mình luôn. Đó, một cái dúi rất là đẹp như thế này, lá nhỏ tàn mịn rất là đẹp. Đủ chi đủ tàn phía trên hết cả nhà ha. Còn đi kém này, cành rất là già và luồn lực luôn rồi ha. Đó, anh em mình nhìn những cái vặn kẽo, cái chỗ vặn của từ cửa những cái hồi đi kém này. Đó, cành chi rất là già này, anh em thấy không? Đó, nhìn tay rất là luồn lực nha, tay rất là mạnh mẽ nha. Đó, tay rất là mạnh, đi tay rất là mạnh mẽ nha anh em ha. Anh em mình nhìn tay chân nó nè, cực kỳ mạnh mẽ và rất là đẹp nha. Quay từ dưới quay lên cho anh em mình xem này. Đó, rất là đẹp nha cả nhà ha. Quay cho anh em mình cái mặt này nè. Đó, nhìn cái chỗ này, cái bệ nó rất là lùng lực nha. Đó, 1,5 triệu bao ship xuyên cuối toàn quốc cho anh em mình luôn. Cây này thì bao đẹp cho anh em mình đó. Rồi toàn xin phép xuống cái cây dúi này để toàn nghiên cứu coi còn cây nào lên cho anh em mình nha. Toàn có một cây sam trái giáng long, anh em nào thích nha, sam trái giáng long. Sam trái giáng long thì toàn xin phép lại quay chỗ này đi. Cái này là sam trái giáng long nha cả nhà ha. Sam trái giáng long. Đó là cây này. Đó, đi tây đi chi đầy đủ. Cây rất là mạnh và khỏe nha. Dòng này dòng sam trái của miền Tây. Cái này toàn xin phép giao lưu cả nhà mình là 1,7 triệu bao ship xuyên cuối toàn quốc cho anh em mình luôn nha. Sam trái giáng long này. Đó, anh em nào muốn inbox riêng gì cây sam trái này thì inbox toàn nha. Đó, hải châu trăng rễ thì bữa toàn có một video quay cho anh em hải châu răng trăng rễ rồi. Đó, để toàn coi còn cây nào nữa. Thôi tạm thời một số cây đã đi nha. Đây là hải châu này, cây này toàn nhớ toàn đã quay video cho anh em mình xem là một cây trăng rễ rất là to, đang bay tầng bay như thế này. Hải châu, cái lô hải châu mà toàn có từng quay những cái video về cái những cái hải châu như thế này có này. Anh em nào kết những dạng này là cứ đa xa cả là 750 bao ship xuyên cuối toàn quốc đó. Còn gửi cho anh em mình luôn. Đây là cây giấy Mỹ nha cả nhà. Đây là giấy Mỹ ghép hai màu. Hàng chân rễ ghép như thế này. Anh em nào thích thì inbox toàn luôn nha. Giấy Mỹ. Hàng chân rễ ghép hai màu. Cho anh em mình xem cái bộ đế và bộ rễ của nó nè. Rất là duyên nha cả nhà ha. Nó ghép hai màu, màu đỏ và màu trắng. Cái này là màu trắng nè, cẩm thạch trắng nè, còn đã đi tay cơ bản rồi. Đây là màu đỏ nè. Rồi hàng chân rễ. Hàng chân rễ giấy Mỹ thì tiện toàn quay cho anh em mình cây đây luôn. Đây là một cây chân dài hàng giấy Mỹ. Hàng giấy Mỹ này. Này ghép cẩm thạch trắng nha cả nhà. Đó. Rồi xin phép giao lưu cả nhà mình cây này toàn quên cho anh em. Cái dòng này người ta gọi là dòng sơn liễu nè. Đây là một cây sơn liễu mini bonsai nha cả nhà. Cây này dán trực để toàn bỏ đâu đó toàn quay cho anh em mình xem cây này nhá. Đây là một cây sơn liễu nha cả nhà, sơn liễu dán trực mini bonsai như thế này. Ở bộ đế bộ rễ rất đẹp, cây này thuần chậu nha. Rễ cám anh em mình nhìn cái rễ cám của nó này, nó mạnh nha anh em, rất khỏe nha. Dòng này rất là khỏe, chơi rất là đẹp. Đó, lá đoạn non này. Cây này thì nó vào mùa hè mà nắng nóng nó sẽ cái toàn bộ lá nó sẽ đỏ nha cả nhà, và cái hoa của nó nằm ở những nách lá như thế này. Rồi xương liễu lá nhỏ đỏ đọt đỏ nằm lá. Cây này một cây dáng trực toàn đã đi tay cơ bản như thế này. Này là xương liễu nha cả nhà, anh em nào inbox xương liễu thì giao lưu xương liễu nha.
linh sam siêu bông, toàn có một cây linh sam siêu bông hàng xếp đế đang hoa như thế này. Anh em là có chốt linh sam siêu bông thì inbox toàn nha. Bộ đế nó như thế này này. Đó. Hoa rất là to, dòng linh sam siêu bông thì nó sai hoa và hoa nó to và rất là thơm nha cả nhà. Đó là một số cây như thế vậy. Anh em nào thích hải châu mà tông cao, đây là tầng rinh này, hải châu tông cao tầng rinh, cái này toàn đào núi ở Bình Định nha. Nó chiều cao của nó tầm khoảng toàn đi kèm nước mồ cả nhà. Chiều cao nó tầm khoảng 1m1m2. Đó. Lá nhỏ rất là đẹp này, bay lắc. Cây này giao lưu tận vườn nha cả nhà, tại vì nó cao quá khó ship. Lá nhỏ rất là đẹp nha cả nhà. Nếu mình thấy không, lá nhỏ này. Nó lai lai cánh sen một xíu, nó có những cái khía cánh sen này. Đó, nó là lá dòng là lá tròn. Lá tròn nhỏ lai cánh sen này. Nên mình thấy không? Lá tròn nhỏ lai cánh sen này. Lá nó nhỏ. Những cái lá già của nó này. Lá già của nó tròn và nó có cánh sen này cả nhà. Nó có hình trái tim ấy. Đó, cành này nó lai. Nhưng mà lá nhỏ rất là đẹp, lá tròn rất là đẹp. Anh em nào thích lưu giao lưu dòng này giao lưu. Cây rất là đẹp này, nhìn xa nó bay lắc lượn rất là đẹp nha cả nhà. Nó bay lắc này, bay lắc tự nhiên nhá, lúc còn đào trên núi nó bay lắc vậy thôi. Cây này là một cây người ta gọi là cây tuyết sơn phi hồ. Anh em nào có giao lưu thì giao lưu, tổng giao lưu anh em mình cây tuyết sơn phi hồ. Cái này là bộ rễ nó rất là quái. Đó. Nó chỉ có một cái tính năng không thích là cái lá nó nhìn đôi khi hơi buồn cả nhà, lá già của nó đó. Nhưng mà khi nó ra hoa thì hoa tím cả cây rất là đẹp này. Cái hoa tím của nó rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Còn khi cái đọt non của nó thì lá đọt non của nó thì rất là đẹp đó. Mỗi cái đọt non của nó được cho hoa hết cả và nó ra hoa ở những cái nách lá cái già này. Đó, nó ra ở những nách lá già này, hoa của nó nha cả nhà. Cái này người ta gọi là tuyết sơn phi hồ, anh em là chốt thì bóc toàn nha. Rồi, hôm nay toàn xin phép giao lưu một vài cây cơ bản như vậy thôi. Còn anh em là thích giao lưu thêm những cây khác thì anh cứ inbox Zalo toàn còn gửi thêm nha. Còn có một cây vú dẻ đang ho và cho trái như thế này. Trái ra cũng dày hết rồi cả nha. Tất cả các đầu đầu ngọn đều cho ho và trái hết cả. Đây thì nó chuẩn bị chỗ trái. Nó tàn ho thì nó chỗ trái hết cả. Cây này thì toàn xin phép giao lưu cả nha mình là 7 triệu này. Đó, một cái cốt dáng trực rất là to. To như bắp chân toàn cả nha, nuôi rất là lâu thần chậu nè, đến mức mà nó là dòng rễ cọng mà nó ra rễ kém như thế này là anh em hiểu nha, rễ kém nằm trên này hết nè. Anh em là inbox dòng này thì inbox toàn nha. Rồi toàn xin phép xuống video đây. Anh em mà xem video thì cho toàn một lượt đăng ký nè, một lượt chia sẻ nè, rồi để anh em mình nhiều khi là nó tạo tương tác lên một xíu thì lúc toàn quay video lên đó thì anh em mình có thể thấy được nhiều những cây đẹp anh em mình giao lưu. Đó. Anh em mình cứ thích thì giao lưu, còn không thì thôi chứ không sao cả nha anh em ha. Mình nhiều khi mình lên mình ngắm cây cũng được, nó cũng là một cái thú vui rồi, không cần phải mua cây. Mà giúp nhau qua lại giúp toàn một xíu. Có cây nào mà giá nó mềm giao lưu được anh em mình thì toàn giao lưu. Rồi toàn xin phép xuống video, chào tạm biệt cả nhà mình nha. Chúc cả nhà mình một ngày mới thật là vui vẻ nha cả nhà ha.